Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video này để mình giới thiệu và review đến cho các bạn xem hai cái sản phẩm mà mình đang sử dụng. Mình cảm thấy nó khá là hữu ích trong quá trình mình chạy xe hoặc là đi tour. Đây là sản phẩm gì thì các bạn chuẩn bị đón xem nhé. Mà mình review cái gì nhỉ? Ok, thằng kia, mang túi đây. Đây, túi đây này, đỡ lấy. Ok, được đấy. Ok. Đó, đây thì đây là hai cái túi mà mình muốn review và giới thiệu đến cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cho các bạn xem nhé. Thì như các bạn có nhìn thấy trên tay tôi, đây là hai cái chiếc túi mà tôi đang hiện tại đang sử dụng. Thì một cái này thì là túi đeo bụng, thì tôi mua lâu rồi. Còn cái này thì tôi vừa mới mua ở trên Shopee, vừa mới nhận được hàng. Thì bây giờ thì tôi sẽ review chi tiết cho các bạn xem hai cái túi này là nó sử dụng trong mục đích như thế nào nhé. Cái túi này là cái túi để mình đeo vào bụng này. Túi đeo bụng này nó là của hãng Givi và nó có mã sản phẩm là Givi EA 108B. Đấy. Thì mình mua cái này chắc khoảng được một nửa năm hay là một năm gì đó mình quên mất rồi, nhưng mà mình cảm thấy là nó khá là chắc chắn. Đó, cái dây đeo nó rất là to, nó đeo là vừa vặn luôn. Và cái chất liệu thiết kế nó khá là đẹp các bạn. Đó, khóa kéo này. Đó, rồi là các ngăn đầy đủ, mình có thể đựng được ví tiền này. Rồi là những cái bóp nhỏ để sử dụng đựng giấy tờ hoặc là một cái cục sạc dự phòng. Đấy, tầm khoảng 20.000 mAh cho vào đây vẫn vừa. Và cái điện thoại của mình cho vào đây có thể là 2-3 cái điện thoại vẫn là khá là ok. Đó. Thì cái túi này không những là mình đeo bụng mà mình có thể đeo được trên hông này. Đó. Đeo hông thì mình kéo nó ra một chút. Dây nó khá là dài. Đó, nó như này. Rồi, kéo nó ra. Thì mình có thể đeo hông. Đây. Đó. À quên, mình không thể đeo hông mà cái này mình có thể đeo vai được nhé. Đó, đeo vai. Đây, đeo trước sau. Nó khá là gọn nhẹ luôn, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn này. Đó, mình có thể đeo đằng sau. Đó, lên đằng sau thì nó sẽ như thế này. Đó, khá là ok. Đấy. Còn bình thường á, thì mình chạy xe, mình ngồi mô tô nên là mình sẽ đeo bụng như thế này. Đó. Đeo bụng như này. Thắt nó lại. Rồi, mình có thể khi mà mình chạy á, khi mình ngồi trên xe chạy thì mình sẽ đeo, mình sẽ cho nó ra phía sau. Đây, như thế này. Rồi. Để mà lúc mà mình chạy như này á thì nó không có bị cấn vào bình xăng. Hoặc có thể mình để thắt đằng trước cũng được nữa. Này. Như này cũng được, nhưng mà nó hơi cấn. Đó. Mình có thể kéo ra đằng sau. Khá là ok, cái túi rất là tiện lợi luôn các bạn. Rồi, còn cái túi thứ hai nữa mình mới giới thiệu đến các bạn, đây là cái túi hít bình xăng nhá. Đây, hít bình xăng. Nó khá là đẹp luôn. Đây. Đó, các bạn thấy hít đây, hít ngon không? Nó có 4-5 châm ở chỗ này, hít rất là chắc chắn luôn này. Đó, cái túi này thì đựng được nhiều đồ hơn là cái túi đeo bụng này. Đó, và gắn lên xe nó cũng rất là gọn, nhẹ, đẹp. Cái túi này nó có mã sản phẩm là Givi CRM103. Như các bạn có thể nhìn thấy hiện tại là mình đang gắn cái túi này lên bình xăng này. Đấy, thì nó có 4-5 châm ở đây. Đó, nó hít khá là chắc luôn nha các bạn. Cái túi này nó, cái 5 châm này, 4 cái này nó không có phải là lỏng đâu. Đấy, thì nó khá là ok luôn. Đó, rất là ưng ý. Mình đi tốc độ cao cũng không sợ là nó bị gió thổi bay đâu nhá. Và nếu mà mình sợ gió thổi bay thì nó ở đây nó có 4 cái khóa nhựa này. Thì mình có thể luồn dây vào đây. Đó, luồn dây vào đây và mình thắt vào ở dưới này. Cái túi đeo bụng này nó thiết kế này, các bạn nhìn thấy này. Đó, cái dây khóa này nó rất là to và khóa nó rất là chắc chắn luôn. Mình sử dụng cái này cũng khá là lâu rồi. Đó, mà nó vẫn chưa thấy hư hỏng gì cả. Đặc biệt là những cái phần chỉ này, nó không có phần chỉ thừa luôn các bạn. Đấy, không phần chỉ thừa và cái khóa kéo này nó rất là chắc. Này, nó không có bị dễ hỏng khóa đâu. Như những cái túi khác thì nó có thể dễ bị hỏng khóa, còn túi này thì rất là ok. Ở bên trong này, các bạn nhìn thấy này. Rất là đẹp luôn nhá. Đó, khá là đẹp luôn, đây. Ở bên trong thì nó có thể đựng được rất là nhiều thứ. Đó. Nó có hai ngăn chính, một ngăn nhỏ bên ngoài này, và ngăn to bên trong. Ngăn to thì người ta sẽ chia ra thêm hai ngăn nữa, đó là một cái ngăn chính và một ngăn phụ, thì nó có thêm một cái lưới này. Đó, mình có thể để giấy tờ, điện thoại, sạc dự phòng, đó này các thứ. Khá là ok luôn. Rồi, bên đằng sau này thì nó có thêm một cái túi. Đó, cái ngăn này nữa. Cái ngăn này thì mình có thể đựng được giấy tờ cho vào đây cũng được. Đó, khá là ok. Đó, rất là đẹp luôn. Cái túi này thì mình cảm thấy là khá là phù hợp cho tất cả các bạn. Đặc biệt là những bạn nào mà hay chạy xe, đi phượt các thứ, đeo cái túi này thì quá là hợp lý luôn. Mình có thể để điện thoại ở trong này.
Đó, khi cần thiết thì mình có thể lấy ra ngay. Đó, đừng rất là nhiều đồ nhá. Rồi. Đấy, đến cái thứ hai, đây là cái túi bình xăng này. Đây. Thì cái túi bình xăng này thiết kế bên ngoài nó cũng khá là đẹp luôn các bạn. Ở dưới phần ở dưới này nó có thiết kế là cái phần này phần nhựa. Như kiểu là nhựa pha cao su ấy, người ta làm nhám rất là êm luôn. Ở đằng trước này thì nó có một cái chỗ để mình bỏ điện thoại này. Hiện tại đây là mình có một cái nút 10, 6,7 inch. 6,7 hay 6,8 inch gì đó. Thì cho vào đây là khá là vừa luôn các bạn, vừa luôn. Đó, đây. Nó hơi dài một chút nhưng mà khi mình sẽ lật cái này lên và mình sẽ dán vào. Nó có cái băng dính hai mặt đây. Rồi, đó, dán vào. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Vừa luôn nhá. Mình có thể cảm ứng được trên này luôn ấy. Với phần bên hông này thì nó có hai cái ngăn nữa này. Đó, hai cái ngăn này thì mình có thể là đựng cái chìa khóa hoặc là những cái gì nhỏ nhỏ vào đây. Đó. Rồi, bên này cũng có một ngăn nữa. Ok, khá là ngon. Còn đây là cái phần ngăn chính này. Ngăn chính thì nó được làm đây, phần ngăn chính thì nó có cái khóa hai bên như này. Đó, mình có thể mở ra hai bên luôn. Rồi. Đó, ok, bên trong này. Đó, các bạn nhìn thấy bên trong đẹp không? Khá là đẹp luôn. Đó, nó vừa cái túi này thì dung tích là 8 lít nha các bạn. Đó, dung tích là 8 lít. Đựng được rất là nhiều đồ. Đây, điện thoại này, một cái này. Thấy không? Đó, một cái điện thoại bỏ vào chỉ là một góc này thôi. Đây mình có thể bỏ được sạc dự phòng, giấy tờ hoặc là rất là nhiều thứ ở trong này luôn. Mình để trước bình xăng thì mỗi lần mình chạy xe mình có thể dừng lại, mình mở cái túi trên bình xăng ra mình lấy đồ trong này luôn, rất là tiện. Đây, người ta có tặng mình thêm một cái túi, cái vỏ túi này để đựng ở bên ngoài này. Đó. Nó có mã là CDM103 này. Rồi. Ở đây nữa thì nó có một cái bao. Cái bao này thì bao chống mưa nhé các bạn. Khi mà trời mưa ấy, khi trời mưa thì mình có thể là đây, luồn cái bao này vào ở bên ngoài của cái túi này. Đấy, thì luồn vào thì nó sẽ chống nước, nó sát xuống tới tận mép này luôn. Rồi, ở đây là mình sẽ có bốn cái sợi dây này. Đó, 1, 2, 3 và 4. Bốn sợi dây này thì mình có thể thắt vào làm ba lô nhé. Thắt vào làm ba lô hoặc là mình có thể làm buộc vào bình xăng cho nó chắc cũng được. Rồi, đó, thắt lại như này làm ba lô. Nó có cái túi sách này, mình có thể là sách tay này cũng được. Hoặc là mình có thể đeo làm ba lô nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đây, khá là chắc chắn các bạn, mình rất là ưng ý luôn. Đó, thì như này. Thì nếu mà mình không thích để ở bình xăng thì mình có thể đeo làm ba lô. Hoặc là khi nào mình không có chạy xe nữa, mình dừng xe lại thì mình đi đâu đó mình có thể là đeo thành ba lô như này. Và tay mình có thể rảnh tay để mình làm được rất là nhiều thứ. Đấy. Ờ, ok, bây giờ mình sẽ thử cái này. Đó. Không, nếu mà mình không để bình xăng thì mình đeo làm ba lô như này. Nó chạy xe nó cũng khá là tiện lợi luôn. Đó. Thì mình cảm thấy là cái mình cảm thấy cái túi hít bình xăng của Givi này nó khá là tiện lợi. Nó nhỏ gọn, nó vừa luôn. Nó không có quá to. Và như vậy thì vừa rồi mình đã review và đánh giá cho các bạn xem về hai cái dòng túi này rồi. Các bạn thấy cái hai dòng túi này như thế nào? Mình thì cá nhân của mình thì mình cảm thấy hai túi này rất là đẹp, gọn và chắc chắn. Nó phù hợp lắp lên xe để mình đi tour hoặc là trong trường hợp mình đi phố, mình đi cà phê cũng được, mình lắp lên mình bỏ đồ vào đây. Đó, khá là ok, gọn nhẹ và đẹp. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà bạn nào thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ để mình có thêm nhiều động lực để mình làm những video nó hay hơn, bổ ích hơn cho các bạn nhé. Ok, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.